nếu bạn muốn có cái sự thành công thì bạn phải có một cái sự chuẩn bị chu đáo. Xin chào các bạn, tên tôi là Nguyễn Thành Tiến và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái chủ đề liên quan đến việc làm thế nào để tạo ra cái sự đột phá trong cuộc đời của bạn. Có một số bạn khi các bạn đi khởi nghiệp, các bạn ấy đến gặp tôi và các bạn hỏi là làm nào thì có thể em có thể có những cái thành công đột phá, thì tôi chỉ chia sẻ cái câu chuyện, cái ví dụ của mình thôi. Tôi có khi mà tôi có một số thành quả về đầu tư, một số cái thành quả về kinh doanh, thì trước đó nhiều năm, tôi ví dụ như năm khoảng độ năm 2006, cách đây khoảng 13 năm, thì tôi đã đi học những cái chứng chỉ về môi giới, định giá, quản lý bất động sản. Và tôi có làm cho những cái khảo sát bất động sản cho ngân hàng VPBank, tôi có làm định giá hơn 1.200 cái tài sản cho ngân hàng Techcombank. Thì đó là những cái nền tảng, và tôi có may mắn được tiếp cận cái lĩnh vực bất động sản từ những cái giai đoạn còn rất là sớm. Và thậm chí là trong cái quá trình mà tôi làm những công việc đó thì tôi học hỏi được rất nhiều điều. Một số cái khác, ví dụ như về mặt là mình chịu khó đi học các cái kiến thức, các cái kỹ năng để nó bổ trợ cho mình, thì mình có ý thức từ rất là sớm, từ cách đây hơn chục năm rồi. Thì cái đối với tôi cái giai đoạn đấy được gọi là giai đoạn chuẩn bị, tức là tôi tách cái sự thành công hay cái sự phát triển đột phá ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn chuẩn bị và giai đoạn thứ hai là giai đoạn đột phá. Thế thì cái bài học ở đây rút ra là gì? Nếu bạn muốn có cái sự thành công thì bạn phải có một cái sự chuẩn bị chu đáo. Thì nhiều người họ không có chuẩn bị chu đáo và họ không ý thức được là mình đang ở giai đoạn chuẩn bị. Thì với một số bạn, tôi khuyến khích bạn là bây giờ đang là cái giai đoạn chuẩn bị của mình. Mình đi học hỏi các cái kiến thức, các cái kỹ năng, mình xây dựng cái lợi thế cho riêng mình. Đi làm, có thể cái việc đó không kiếm được nhiều tiền, mình làm với ai đó không kiếm được nhiều tiền, nhưng mình học được từ họ rất là nhiều. Và đó là cái giai đoạn chuẩn bị. Và khi mà đến cái thời điểm chín muồi của bạn đấy, thì bạn sẽ bước vào cái giai đoạn đột phá. Thì ở cái giai đoạn đột phá này, nếu bạn đã có sự chuẩn bị chu đáo về kiến thức, về kỹ năng, về kinh nghiệm, thì bạn sẽ gặt hái thành công nhanh hơn rất là nhiều. Điều này cũng đúng cho cả những cái câu chuyện ở trong lịch sử. Tôi ví dụ như trước đây khi ông Donald Trump sang Việt Nam, và ông ấy nói là như thế này: ông ấy rất là hâm mộ cái nhân vật Hai Bà Trưng, đó là một cái người phụ nữ và có một cái tinh thần chiến đấu anh dũng trong lịch sử của Việt Nam. Và tôi cũng hoàn toàn đồng ý với quan điểm của ông Donald Trump là Hai Bà Trưng, câu chuyện Hai Bà Trưng là một cái câu chuyện tuyệt vời truyền cảm hứng cho phụ nữ. Tuy nhiên, nếu bạn là một cái người mà đọc lịch sử thì bạn biết là cái cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng sau đó chìm trong thất bại, chìm trong biển máu, và Hai Bà Trưng phải nhảy xuống sông để tự vẫn. Thế thì tại sao hầu hết các cuộc khởi nghĩa trong lịch sử nó thường bị những cái thất bại? Xuyên suốt chiều dài lịch sử có rất nhiều cuộc khởi nghĩa, rất nhiều cuộc nổi dậy, nhưng hầu hết đều bị thất bại các bạn ạ. Chỉ có một số dòng tộc họ xây dựng được cái vương triều của nhà mình trong vòng vài trăm năm, 100 năm, 200 năm, 300 năm. Còn hầu hết các cuộc khởi nghĩa thường bị thất bại. Có thể là sau 3 năm, sau 5 năm, sau 15 năm, sau khoảng 30 năm thì cuối cùng là cả gia tộc đó cũng bị tiêu diệt hoặc là thất bại hoàn toàn. Thì cái câu trả lời đây trong nhiều trường hợp là cái sự chuẩn bị chưa chu đáo. Sự chuẩn bị ở đây trước cái cuộc khởi nghĩa, trước cái cuộc nổi dậy. Nếu bạn coi khởi nghiệp là một cái cuộc khởi nghĩa, thế thì trước khi mà bạn tiến hành cái cuộc khởi nghĩa đó ở quy mô lớn thì bạn cần phải có sự chuẩn bị hết sức là chu đáo. Chuẩn bị về gì? Về con người, về lực lượng, những người tài giỏi như theo bạn. Chuẩn bị về gì? Chuẩn bị về lương thảo. Ở đây được hiểu là có thể bạn tích lũy về mặt tài chính, về mặt vốn. Và ở đây khi mà bạn có cái sự chuẩn bị chu đáo về mặt kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, nguồn lực, những cái con người, những cái nhân sự, thì khi mà bạn
cả quyết định tiến hành cái cuộc khởi nghĩa của mình, cái cuộc khởi nghiệp của mình, thì bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn. Thì qua cái video này, tôi muốn chia sẻ với bạn một cái bài học là trước khi bạn khởi sự ở cái quy mô lớn thì đôi khi hãy chuẩn bị nó một cách hết sức chu đáo. Nếu không, có thể bạn sẽ giống rất là nhiều cái cuộc khởi nghĩa nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam, thường là sẽ chỉ chìm trong biển máu và kết thúc trong thất bại thôi. Chỉ có một số cái dòng tộc xây dựng được thành công, những nhà ví dụ như là nhà Trần này, nhà Lý này, nhà Nguyễn này, vân vân, thì nhà Lê này, thì là những cái dòng tộc mà có thể xây dựng được những cái vương triều khoảng vài trăm năm. Còn lại hầu hết là các cuộc khởi nghĩa sẽ chìm trong biển máu. Và bài học ở đây thì nó thường không thay đổi, đấy là cái giai đoạn chuẩn bị phải hết sức chu đáo, giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn xây nền móng phải hết sức chu đáo. Và sau đó cái cuộc khởi nghĩa, cái cuộc cách mạng nó diễn ra thành công rồi thì phải có những cái sự chuẩn bị cho những cái bước tiếp theo, chuyển giao cho đội ngũ kế cận, dự phòng những cái tình huống tiếp theo. Thì tôi hy vọng là qua cái câu chuyện vừa rồi, qua cái ví dụ vừa rồi, thì bạn làm tốt hơn cái giai đoạn của mình. Bạn xác định được là cái thời điểm này bạn cần phải làm những cái gì để xây dựng cái lợi thế cho mình lâu dài. Tôi chúc bạn qua cái video này học được một cái điều gì đó và gặt hái được cái thành quả cho riêng mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào. Nếu bạn muốn nhận thêm những giá trị, hãy nhấn vào đường link phía dưới.